Đây đây, mọi người xem nè, đó mùa mưa là Xuân Mỹ lại bị bệnh này nè. Đây gọi là bệnh rỉ sắt nha, và coi hết video này để em hướng dẫn mọi người cách trị bệnh này nha. Ở đây là sẽ bị cái lá như thế này nha, và nó lây lan qua cả những cây khác luôn, bên này cũng có luôn. Thậm chí là lây đến cây trái luôn. Đó. Đây, và dấu hiệu của nó thì mọi người thấy rõ rồi, trên lá sẽ xuất hiện những cái đốm như thế này. Đây, và ở mặt sau của lá, dần dần thì lá này sẽ bị phá hoại và nó rụng lá dần, dẫn đến là cây mất quang hợp và hư cây, yếu cây dần, có thể dẫn đến chết cây. Và cách trị rất là đơn giản thôi, mọi người chỉ cần bỏ lá cũ để cây ra đợt mới là đẹp lại. À, lá ở bên đây nữa nè. Đây là một bệnh mà khó tránh khỏi mùa mưa, nên là nói là trị bệnh thì rất là khó. Cách ở đây hiệu quả nhất chính là mình phòng bệnh nha mọi người. Họ sẽ hướng dẫn mọi người vài cách để phòng bệnh rỉ sắt ở cây Xuân Mỹ nha. Vì đây là bệnh sinh ra do thời tiết ẩm làm đọng lá trên cây và sinh ra nấm làm cho cây bị nhiễm bệnh rỉ sắt, nên đầu tiên là mọi người phải chọn chậu trồng thoát nước tốt. Nhớ là chọn chậu có lỗ thoát nước như thế này, còn mọi người trồng thùng xốp thì nhớ đục lỗ cho thùng nha. Số 2 là không để cây bị ẩm, đọng nước trên mặt bầu. Như tại đây thì Hoàng Long có lót một lớp sơ dừa cho cháu đây, nên là cây sẽ không bị đọng nước và từ đó thì không có bốc hơi ẩm lên làm cho hư lá. Số 3 là đặt cây cách xa nhau. Để tránh cho những cây Xuân Mỹ lây lan bệnh cho nhau thì mọi người nên đặt cây cách nhau tối thiểu là 1m nha. Và cuối cùng, nếu mọi người muốn dùng thuốc để trị bệnh cho cây hiệu quả hơn thì hãy dùng COC85, đây là dòng thuốc phòng trị nấm cực kỳ hiệu quả nha. Không những cung cấp cây giống mà Hàng Long còn đồng hành với mọi người trong quá trình trồng và chăm sóc cây. Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không nhắn ngay cho Hàng Long, số hotline 0949 471 117 hoặc là website cangtrai.vn nha. Cảm ơn mọi người đã xem đến cuối video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp.